tai nạn giao thông xảy ra lúc 18 giờ tối ngày 24 tháng 10 năm 2020 tại tỉnh lộ 623B đoạn qua xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Vào thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 51C64046 đang lưu thông trên tỉnh lộ 623B thì nổ lốp. Sau đó, xe tải tông vào chiếc ô tô 7 chỗ và nhiều xe máy đi trên đường rồi lao thẳng vào nhà dân. Người dân trong khu vực cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, họ nghe tiếng nổ lớn. Sau đó, xe tải biển số thành phố Hồ Chí Minh tông vào chiếc ô tô 7 chỗ và nhiều xe máy rồi lao thẳng vào nhà dân. Tại hiện trường, chiếc xe tải tông vào nhà dân và kẹt cứng, dưới gầm xe có người chết. Hiện dưới gầm xe còn ngổn ngang bởi xe tông nhiều vật dụng và cuốn cả xe máy vào gầm. Quan sát tại hiện trường, làn xe in dưới nền đường kéo dài khoảng 40m, kính vỡ văng tứ tung, ít nhất 4 ngôi nhà bị sập đổ, hư hại. Cơ quan chức năng đã đưa hai thi thể ra ngoài. Hàng loạt băng ca, xe cứu thương được ngành y tế đưa đến hiện trường sẵn sàng cấp cứu người bị nạn. Một nạn nhân khác đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vào 20 giờ tối cùng ngày.